Thưa quý vị, nằm trong khuôn khổ lễ hội du lịch golf Đà Nẵng năm 2022, hội nghị golf và du lịch năm 2022 đã diễn ra với sự tham gia của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cùng lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp Golf Châu Á, Hiệp hội Golf Việt Nam, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn BRG và các công ty lữ hành golf, sân golf quốc tế và Việt Nam. Theo thông tin từ Hội nghị Golf và Du lịch năm 2022, cùng với sự tăng trưởng về khách du lịch, ngành du lịch Việt Nam cũng liên tục được các tổ chức uy tín và danh tiếng trên thế giới bình chọn là điểm đến golf tiêu biểu trong khu vực châu Á và trên thế giới. Việc Việt Nam liên tiếp nhận được các giải thưởng danh giá trên đã khẳng định thương hiệu, sức hút và vị thế của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Theo Tổ chức Du lịch Golf Thế giới, hiện có trên 60 triệu người chơi golf và mục đích đi du lịch golf đứng thứ 3 về động cơ du lịch trong khu vực châu Á. Việt Nam được đánh giá là thiên đường golf lý tưởng của khu vực châu Á để đầu tư phát triển sân golf và loại hình du lịch golf. Là trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 30 đã Thủ tướng phê duyệt, thì du lịch phát triển du lịch golf là một trong những hướng đi trọng tâm để mà du lịch Việt Nam hướng tới, khai thác có hiệu quả cái thị trường khách du lịch golf, một đối tượng khách rất là có tiềm năng, có khả năng chi trả cao, có khả năng ở lâu dài hơn, cũng như là có cái tốc độ phát triển nhanh. Chúng tôi cho rằng là đối với Việt Nam, chúng ta với sự tăng trưởng về sân golf cũng như là các cái tiềm năng về địa hình, tự nhiên, cảnh đẹp, cảnh quan, nó sẽ là một cái điểm đến golf hấp dẫn trên thế giới. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng đã trình bày tham luận về sự phát triển du lịch golf tại Việt Nam và vai trò của điểm đến golf Đà Nẵng, nhằm giới thiệu quảng bá điểm đến golf Đà Nẵng cũng như phát triển du lịch golf hướng tới thúc đẩy ngành công nghiệp golf tại thành phố. Hiện nay thì chúng ta đã có cái hạ tầng đồng bộ, hệ thống các cái cơ sở lưu trú, các cái sân golf hiện đại đẳng cấp, và chúng ta đã hoàn toàn có cái khả năng để thu hút các cái dòng khách chất lượng cao tới với thành phố Đà Nẵng. Để phát triển du lịch golf một cách bền vững, chúng tôi cũng hướng tới việc thu hút các cái nhà đầu tư sản xuất các cái mặt hàng, các cái linh kiện về golf tới Đà Nẵng để đầu tư sản xuất và xuất khẩu các cái mặt hàng liên quan đến golf tại Đà Nẵng trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã được nghe trình bày của các diễn giả về tham luận, nghiên cứu hành vi du lịch golf, mối quan tâm của phụ nữ về golf và tham gia phiên thảo luận golf và du lịch.